Đỗ Hà lộ loạt ảnh xe bí tỉ, gương mặt ngờ nghệch dẹp bỏ hình tượng hoa hậu ở đám cưới Phương Anh. Hoa hậu Đỗ Hà đang khiến dân tình xôn xao khi loạt ảnh bị cho rằng cô đang trong trạng thái say xỉn tại đám cưới Á hậu Phương Anh vừa bị công khai trên mạng xã hội. Netizen phải cười nghiêng ngả trước độ lầy lội của cô. Tới ngày 17 tháng 9, sau bao ngày chờ đợi của người hâm mộ, thì lễ cưới của Á hậu Phương Anh cùng chồng doanh nhân Đức Hồ đã chính thức được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đám cưới được thiết kế vô cùng lãng mạn, tựa như cổ tích tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng. Toàn bộ không gian tiệc cưới lấy tông màu xanh trắng kem làm chủ đạo. Không gian được trang trí bằng các loại hoa tươi tạo không khí ấm áp gần gũi. Cô dâu và chú rể đã vô cùng xúc động trao nhau lời thề hẹn trăm năm trước sự chứng kiến của hai bên gia đình bạn bè. Bên cạnh spotlight của cô dâu chú rể thì lễ cưới của cả hai còn được dân tình chú ý khi có sự xuất hiện của hàng loạt siêu sao hạng A trong Vbiz. Loạt hoa Á hậu đều lần lượt đổ bộ để chúc mừng cho ngày vui của Phương Anh và ông xã. Có thể kể đến như Hoa hậu Tiểu Vi, Hoa hậu Thùy Tiên, Á hậu Kiều Loan, Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Tường San, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Quỳnh Châu, vân vân. Ngoài ra đặc biệt nhất là Hoa hậu Đỗ Hà, người chị em thân thiết với Phương Anh khi cùng nằm trong top 3 của Hoa hậu Việt Nam 2020. Hết mình đến để chung vui cho ngày trọng đại của người chị em thân thiết, Đỗ Hà dường như cũng đã dẹp bỏ mọi hình tượng hoa hậu mỹ nhân sinh năm 2001 này, đã lầy lội hết nấc cùng các hoa á hậu khác quậy tung tại tiệc cưới. Sau lễ cưới, hàng loạt những video hình ảnh của Đỗ Hà trong trạng thái bùng xõa, say bí tỉ, nhảy nhót tưng bừng cũng nhanh chóng được dân mạng chia sẻ rầm rộ. Trong đó, đáng chú ý nhất là loạt hình ảnh Đỗ Hà bị cho là trong trạng thái quá chén ở đám cưới Phương Anh. Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến dân tình được dịp cưới nghiêng ngả bởi độ lầy lội không làm chủ được loạt hành động hay ý thức là ống kính máy quay đang hướng về cô. Mỹ nhân gốc Thanh Hóa liên tục biểu cảm hài hước, ánh mắt bị nhận xét là dần ngờ nghệch, không tỉnh táo vì uống rượu. Cô cười nói vui vẻ với khách ngồi cùng bàn, đùa giỡn không ngừng, thậm chí còn có hành động khó hiểu với tóc của mình. Dù là nàng hậu mang danh hiệu của cuộc thi nhan sắc danh giá bậc nhất Việt Nam, nhưng Đỗ Hà lại vô tư quậy hết cỡ. Những hình ảnh lầy lội chải tóc, gỡ rối tóc hay biểu cảm hài hước trên bàn tiệc được xem như cô đã dẹp bỏ hình tượng sang một bên, đến chỉ để biết hết mình với người chị Phương Anh của mình. Chưa hết, trước loạt ảnh say xỉn đó thì Đỗ Hà gây choáng khán giả với đoạn clip thể hiện tài năng ca hát, ai nghe cũng phi cười bởi bộ ba HAT Đỗ Hà, Phương Anh, Ngọc Thảo trên sân khấu. Dưới phần bình luận, netizen cũng hài hước để lại những lời bình: hoa hậu cũng say như người bình thường, bản chất thật của Đỗ Hà đã bị lộ, hết nhiệm kỳ rồi thì quậy hết cỡ, sợ gì ai. Sáng ngày 18 tháng 9, ngay sau loạt hình ảnh của bản thân bị tràn lan trên mạng, chính chủ Đỗ Hà sau khi tỉnh giấc qua cơn say thì mới tá hỏa và không thể tin nổi bản thân đã có những hành động như trên. Cụ thể, cô đăng tải trên trang cá nhân thể hiện sự xấu hổ với một story có dòng chữ: "Cái gì vậy? Tối qua tôi đã hát thật hả?" Có thể thấy, nàng hậu cũng đã không thể nhớ nổi những việc làm mà bản thân đã hành động trong lễ cưới Phương Anh. Hiện những hình ảnh của hoa hậu Đỗ Hà vẫn đang được dân tình dần dần chia sẻ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Ai nấy cũng đều tỏ ra phấn khích, bất ngờ trước độ lầy lội của cô, khác xa với hình tượng một hoa hậu nhẹ nhàng mà dân tình thường thấy. Bên cạnh đó, việc hết mình, bùng xõa hết cỡ cũng khiến các fan thấy rõ hơn độ thân thiết và quý mến người chị em Phương Anh nhiều như thế nào của Đỗ Hà. Dù đã hết nhiệm kỳ, nhưng vẫn luôn bên cạnh, đồng hành trong mọi chặng đường của nhau.